mẹ sinh con, đất nước hai miền chia cắt, bao nỗi đau thương vất vả mẹ nuôi con. Mẹ Việt Nam, cha đã ra đi nơi chiến trường, bảo vệ đất nước Việt ngàn đời. Nơi hậu phương có mẹ và có lại quê hương, nơi ấy cha từng chiến đấu, sao thấy thân thương các chị và các anh. Người Việt Nam trong đấu tranh anh dũng kiên cường, để dựng xây nước Việt mạnh giàu. Có mẹ và có con.